Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đã được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, có tổng chiều dài gần 113 km, đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đoạn chạy qua tỉnh Hưng Yên dài hơn 19 km, đi qua 4 huyện. Đại diện các địa phương và các ngành đã nêu lên các vấn đề trong phạm vi thực hiện cũng như những kiến nghị đề xuất để triển khai dự án đúng chỉ tiêu đề ra. Trong đó có một số vấn đề quan trọng như công tác giải phóng mặt bằng, di rời về đường điện 500 kV, nội dung chỉ thị thầu. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án cũng như tiến độ mà Trung ương đã giao, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương để thực hiện dự án đúng tiến độ, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cắm mốc, xác định các khu tái định cư. Khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 có diện tích 180 ha. Dự án thuộc địa bàn phường Dị Sử, Phùng Chí Kiên và các xã Hưng Long, Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Hiện nay các địa phương của thị xã Mỹ Hào đang tích cực phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó, phường Phùng Chí Kiên đã sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho gần 752 hộ dân với diện tích trên 100 ha. Trong ngày 24 tháng 9, phường chi trả hơn 90 tỷ đồng cho người dân ở tổ dân phố Ngọc Lập có đất nông nghiệp trong dự án với diện tích trên 23 ha. Trong những ngày tới sẽ chi trả cho các hộ dân ở các tổ dân phố Đào Du, Nghĩa Lộ, Từ Mỹ. Hiện nay chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho gần 1.744 hộ dân. Huyện Tiên Lữ có tuyến đê tả sông Luộc chạy qua địa bàn 7 xã với chiều dài trên 10 km. Hiện vẫn còn một số vi phạm hành lang đê, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn đê điều. Theo thống kê của hạt quản lý đê huyện Tiên Lữ, dọc tuyến đê tả sông Luộc đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lữ hiện nay có 14 bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài các bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phong Anh, dọc tuyến đê sông Luộc đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lữ, cụ thể như cơ sở kinh doanh cát của ông Trần Duy Hưng, xã Thiện Phiến, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái Hưng, xã Thiện Phiến. Ngày 23 tháng 9, thị trấn Ân Thi và xã Vân Du, huyện Ân Thi đã vận động và hỗ trợ hai hộ gia đình tháo dỡ công trình vi phạm. Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Huyền ở thôn Phố Thôn, phá dỡ gần 50m² nhà ở cấp 4 và gần 15m² công trình phụ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ở xã Vân Du, hộ ông Hoàng Đình Chi ở thôn Vân Mạc cũng đã tự tháo dỡ công trình nhà tạm với diện tích 25m². Qua rà soát, cả hai địa phương hiện còn 14 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Đến nay, thị trấn Ân Thi đã vận động tuyên truyền được 4 hộ tự giác tháo dỡ, 3 hộ cam kết tự phá dỡ trước ngày 30 tháng 9. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, đồng thời tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và tái vi phạm. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Công an thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 200 cán bộ giáo viên trên địa bàn thị xã. Cán bộ giáo viên đã được giới thiệu về các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy trong các đơn vị gồm 10 người, nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng ga, thiết bị điện. Nêu rõ quy trình cứu chữa một vụ cháy, các kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu người bị thương trong vụ cháy, giới thiệu các tính năng, tác dụng và thao tác sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được trang bị. Virus adeno được biết đến là nguyên nhân gây nên các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đây là một bệnh virus cấp tính và có những triệu chứng lâm sàng rất đa dạng, lây lan nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Virus adeno thường lây truyền qua đường giọt bắn khi nói chuyện hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh. Ngoài ra, virus adeno cũng có thể gây bệnh gián tiếp khi người bệnh ho. Virus bám vào bàn tay hoặc bám vào các bề mặt phẳng, người khác chạm vào sẽ có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Dấu hiệu của viêm đường hô hấp dưới như thở lõm, sốt cao trên 48 tiếng không dứt. Tùy theo cơ địa của từng người mà thời gian nhiễm bệnh do virus adeno có thể kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Cha mẹ không nên tự ý mua thuốc để điều trị bệnh cho trẻ, bởi vì các loại thuốc để điều trị triệu chứng cần phải uống đúng theo lứa tuổi, thuốc hạ sốt cần uống đủ liều cho từng độ tuổi khác nhau. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đầu tháng 9 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên đã phát hiện, điều tra, làm rõ trên 60 vụ, 67 đối tượng phạm tội về ma túy.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ đầu tháng 9 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra xử lý trên 60 vụ, bắt giữ 67 đối tượng, thu giữ hơn 2.600 gram heroin, trên 14.000 viên ma túy tổng hợp, gần 140 gram thuốc phiện, 10 xe máy và thu giữ nhiều tang vật liên quan khác. Dự báo những tháng cuối năm, tình hình tội phạm vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm về ma túy. Ngày 24 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Dương Minh Tuấn, sinh năm 1992, Cao Văn Hoài, sinh năm 1995, cùng ngụ tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang và một số đối tượng liên quan để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng. Cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố Rạch Giá và một số huyện lân cận của tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều đối tượng dùng các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Dương Minh Tuấn có biểu hiện nghi vấn vì mua các loại súng, công cụ hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau để tự chế tạo, sửa chữa, nâng cấp thành súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Do đó, công an tỉnh Kiên Giang đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng làm rõ phương thức, thủ đoạn để xử lý các đối tượng trong đường dây này. Đến ngày 22 tháng 8, ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, tổ chức bắt khám xét nơi ở các bị can trên. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên được giao nhiệm vụ diễn tập xử trí tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự. Địa điểm luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt, diễn tập chính thức, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Thời gian tiến hành bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 đến khi kết thúc diễn tập 30 tháng 9 năm 2022. Công an tỉnh huy động tối đa các lực lượng và sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết, cấm đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phạm Bạch Hổ trong thời gian từ 12 đến 18 giờ các ngày 25 tháng 9 và 28 tháng 9 năm 2022. Công an tỉnh đề nghị mọi công dân không tự ý vào khu vực đang tập luyện, diễn tập, không được quay phim, chụp ảnh, chia sẻ về hình ảnh, video về hoạt động luyện tập. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo sẽ cung cấp 6 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 cho một tổ chức phi lợi nhuận để phân phối cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, liệu trình thuốc kháng sinh virus Paxlovid của Pfizer sẽ phân phối cho 132 nước có thu nhập thấp và trung bình thông qua chương trình cơ chế ứng phó COVID-19. Hiện Paxlovid được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước giàu có và khả năng tiếp cận loại thuốc này ở những nước nghèo là rất hạn chế. Pfizer cho biết thỏa thuận cung cấp này nằm trong chiến lược của công ty nhằm tạo điều kiện tiếp cận công bằng với các phương pháp điều trị COVID theo đường uống. Sau một thời gian gián đoạn vì COVID-19, cuộc đua xe năng lượng mặt trời lớn nhất tại châu Phi vừa qua đã quay trở lại Nam Phi. Tham gia cuộc đua năm nay có 20 đội chơi đến từ các nơi trên thế giới với chặng đường đua dài gần 1.400 km nối giữa hai thành phố lớn của Nam Phi là Johannesburg và Cape Town. Các tay đua cho biết sự kiện này là dịp lý tưởng để xe chạy bằng điện mặt trời đến gần hơn với công chúng. Cuộc đua này do một nhóm kỹ sư khởi xướng với mong muốn khuyến khích trẻ em tham gia các môn học trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học. Cuộc đua được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 và cách 2 năm tổ chức một lần. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 1/3 lượng rác ở thành phố New York, Mỹ là từ các công trường thải ra và phần lớn rác thải kết thúc vòng đời ở các bãi chôn lấp. Tuy nhiên, một người phụ nữ ở đây đã tìm ra cơ hội kinh doanh từ số rác thải có thể tái chế này. Chị Amber Lasiat sáng lập công ty Redu là người luôn cố gắng giảm thiểu tác động của rác thải bằng cách tái chế chúng thành những đồ nội thất. Hàng tuần, nhóm của chị sẽ lái xe thu gom rác thải có thể tái chế từ các công trường, sau đó phân loại, lên ý tưởng tái sinh chúng thành những món đồ hữu ích. Hầu hết các sản phẩm của công ty đều có 102 bởi tính độc đáo, giá sản phẩm có thể lên tới $2,000. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một ngôi làng chài ở Pháp, nơi những con thuyền không còn sử dụng được sẽ được tái chế thành những ngôi nhà nhỏ bé với đầy đủ tiện nghi. Inquihen-Flagge là một ngôi làng nhỏ nằm trên bờ biển phía bắc nước Pháp với dân số chỉ vỏn vẹn 3.000 người. Ngôi làng nhỏ bé này nổi tiếng với ngôi nhà thuyền ngược được thiết kế thành chốn nghỉ dưỡng độc đáo dành cho du khách. Trong quá khứ, việc những con tàu cũ được tái sử dụng làm nhà ở, những làng chài không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, họ là một trong số ít những ngôi làng vẫn giữ được những ngôi nhà từ thuyền Úc cho đến ngày nay.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ: email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập vào các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.